Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Rỗi 2P nha. Và chúng ta sẽ đến với tựa game Call of Dragon trong video này. Ở đây chúng ta đang có một cái nick đã bước sang mùa giải T1, là cái mùa giải mới nhất của tựa game này nha các bạn. Thì trước hết mình phải shopping phát, mình thấy là đang có cho mùa tăng tốc các thứ này, mua hết thôi. Tài nguyên thì nhà không có gì ngoài tài nguyên anh em. Trong game này ấy, các bạn sẽ có mùa 1, sau đó đến mùa S2 đó, rồi mùa 2 cộng và cuối cùng là mùa T1 nha. Tôi không hiểu tại sao game không gọi là mùa 3 các bạn. Game chắc là thích kiểu fan của SKT T1 nên quyết định đặt là mùa T1 nha. Thì trong video này mình sẽ cho các bạn xem là mùa T1 nó có những cái điểm gì mới so với những cái mùa giải còn lại, và chúng ta nên làm gì ở ngày đầu tiên các bạn bước vào mùa giải T1. Thì đầu tiên ấy, mình sẽ cho các bạn xem về cái sự kiện đi. Thì hôm nay mình thấy trong game đang có rất là nhiều sự kiện nha. Đây là cái sự kiện của cái đợt Tết 2024. Đấy, nhưng mà những cái sự kiện khi bước sang mùa giải T1, đầu tiên chúng ta có là kho báu của rừng. Thì khi bước sang mùa giải, các bạn sẽ có thể lấy được 4 món bảo vật ở đây. Đầu tiên là giáo vòng lục lạc. Đây là một cái bảo vật sẽ giúp các bạn tăng cái tấn công đơn vị thiện xạ 5% và tấn công đội quân thêm 5%. Đây là bảo vật của con Kinara nha. Thì cái món bảo vật này các bạn sẽ có khả năng là gây sát thương lên một quân đoàn địch theo vòng cung phía trước, tấn công 3 lần, mỗi đòn có thời gian tích lực ngắn, hướng tấn công có thể thay đổi một chút mỗi lần. Các bạn có thể xem cái hoạt ảnh ở đây, nó khá là giống kiểu một cái máy bắn tên nhở. Và sát thương gây ra hệ số là 1200 ở cấp độ 1. Tốc độ hành quân của kẻ địch sẽ giảm đi 20% trong 3 giây. Đó, một cái hiệu ứng bổ sung nữa là khi quân đoàn của bạn gây phá đép cho quân đoàn của đối phương thì quân đoàn của bạn sẽ nhận xuyên thấu đép, bỏ qua 10% đép của kẻ địch trong vòng 7 giây. Ok. Tiếp đó đến với món bảo vật thứ hai, cũng là món bảo vật mới ở trong game, đó là cầu ảo ảnh nha. Tấn công đơn vị đội quân 5%, attack đội quân và đơn vị phép thuật nó 5% và 4% này. Gây sát thương lên quân đoàn mục tiêu, sau đó hạ gục, hất tung hai quân đoàn địch gần mục tiêu và gây sát thương lan lên chúng. Các bạn sẽ xem hình ảnh này. Đó, nó gây sát thương lên đơn vị ban đầu nhá, sau đó sẽ hất tung hai cái đơn vị xung quanh. Cái đơn vị ban đầu thì hình như không bị ngã hay sao ấy. Hệ số sát thương là cái mục tiêu ban đầu 1500 và hai cái mục tiêu xung quanh là 1000 này. Ở đây có thêm một cái hiệu ứng bổ sung là mỗi khi quân đoàn của bạn nhận được hiệu ứng búp thông qua kỹ năng tướng thì nó sẽ gây thêm là 7% sát thương kỹ năng bảo vật, tối đa là 21%. Ok. Món bảo vật thứ ba chúng ta có là đuốc hồn xương. Sẽ tăng đép của đơn vị bộ binh thêm 5% và đép đội quân thêm 4%. Ở đây các bạn sẽ có một cái skill là cấp 600 điểm nộ và khiêu khích tối đa 5 quân đoàn địch xung quanh, buộc họ phải tấn công quân đoàn của bạn trong 3 giây. Quân đoàn của bạn cũng sẽ nhận được quyết tâm và ẩn nấp trong 30 giây, thì ẩn nấp sẽ tăng đép 15% và quyết tâm thì sát thương thường đánh phải sẽ nhận đi là trừ 5%. Đó, một hiệu ứng bổ sung là các đơn vị bộ binh trong quân đoàn của bạn gây thêm 10% sát thương phản đòn. Thì đây là một cái món bảo vật cho bộ binh thôi, nó dùng cho hai con bộ ở mùa 2. Các bạn có thể thấy hiệu ứng ở trên này, một món thuần tăng cho bộ binh. Và cuối cùng là món bảo vật, nãy giờ chúng ta có là cung phép bộ rồi thì cuối cùng là món bảo vật của kỵ binh nha. Lời thề gió núi tăng tấn công kỵ binh và tăng attack đội quân. Sẽ triệu hồi một cái bản sao của bạn trong 30 giây với chi phí nộ là 600. Bản sao có các kỹ năng và thuộc tính của quân đoàn của bạn và có thể sử dụng kỹ năng nộ. Tuy nhiên nó sẽ gây ít sát thương hơn và nhận nhiều sát thương hơn quân đoàn của bạn. Ở sát thương bản sao gây ra sẽ bị giảm đi là 90% và sát thương nhận vào phải chịu tăng lên tới là 1600%, tức là nhận gấp 16 lần đó. Và khi quân đoàn của bạn gây hèn nhát lên quân đoàn của kẻ thù thì quân đoàn của bạn ấy sẽ nhận hiệu ứng hung hăng gây sát thương thêm 4% trong 10 giây. Thì đó là bốn cái món bảo vật mà các bạn có thể lựa chọn ở cái sự kiện kho báu của rừng này. Mình sẽ ấn thử vào nút đi đến. Thì ở đây ấy, các bạn sẽ có cái sự kiện rút thăm bảo vật. Các bạn sẽ chắc chắn nhận được một cái bảo vật tử thi hoặc huyền thoại trong 10 lần rút và một cái bảo vật huyền thoại sau 90 lần rút, đảm bảo sẽ tạo mới sau khi nhận cổ vật. Giống như một cái bảo hiểm ấy. Thì ở đây các bạn sẽ được quay giảm giá một phát là 50%, tức là còn 300 game. Đấy, tuy nhiên thì cái bảo vật này thì tôi thấy nó cũng khá là hên xui thôi anh em. Cơ hội ra bảo vật huyền thoại là 1.5155. Và bên cạnh bốn cái món bảo vật các bạn vừa thấy thì những cái món bảo vật ở trong cái chìa bảo vật bình thường ấy nó cũng có ở dưới luôn. Ok, mình thì mình sẽ chưa chơi sự kiện này vội nha, cứ bình tĩnh.
chúng ta sẽ đến với sự kiện tiếp theo và cũng là cái sự kiện mà mình nghĩ là ngon hơn và các bạn nên dồn game vào hơn, đó là sự kiện vòng quay gặp gỡ. Thì cái sự kiện này ấy, các bạn sẽ quay và có khả năng lấy được hai con tướng phép mới là Bechan và Toha nha. Thì Bechan là con tướng các bạn sẽ lấy được từ vòng quay và Toha thì sẽ lấy thông qua sự kiện lãnh chúa hùng mạnh nhất ấy. Thì nếu mà nói đúng ra các bạn mà mở được con phép ở trong sự kiện này thì quá ngon. Đó, ít nhất là con Bechan và Toha. Còn hai con bộ binh này thì chúng ta đã có ở cái mùa giải S2 rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay thử một ít nha. Các bạn sẽ được mua một vài vé đấy. Đây, các bạn sẽ được mua vé giảm giá này, 50% 10 vé. Mình sẽ mua nha. Ok, quay thử cho các bạn xem có ra cái gì ngon không. Rồi X3 này. Mình thì mình đang cần con Bechan anh em. Bechan đó là con tướng phép đánh đồng. Nick này thì đánh phép đánh đồng thôi. Hai cái tăng tốc 15 giờ và 375.000 quặng. Mình nghĩ là cũng được. Nhưng mà mình cần tướng anh em ạ. Cho ra tướng nào. Lilith ơi. Wow. Tính ra được hai cái tín vật tướng thế hệ 2 và một huy chương huyền thoại. Nhưng mà thật sự là mình cần tướng anh em ạ. Mình chỉ cần mở khóa thôi. Cũng ngon, pha vừa rồi cũng ngon. Ôi, pha này thì hơi toạch rồi. Rồi ok anh em, đã hết 10 phiếu giảm giá. Cái này hôm trước mình có quay ở một cái nick nữa ấy. Thì quay 10 phát là nhận được luôn con Bechan anh em. Đấy, tuy nhiên thì cái nick này thì quay hơi đen, không nhận được con tướng nào. Ok, các bạn có thể lấy vé quay này bằng cách là các bạn nạp gói đó, gói niềm vui gặp gỡ. Mình sẽ tiếp tục xem tiếp về cái mục sự kiện. Ở đây sẽ có thêm một cái sự kiện thời cơ hành động khi các bạn bắt đầu bước sang mùa T1, thì cũng giống mấy cái mùa đầu tiên thôi. Các bạn xài tăng tốc để các bạn nhận được ở đây là cái tượng tín vật mùa 2 nha. Top 1 20 tín vật này, top 2 12 tín vật, top 3 8 tín vật. Ok, thì có top 20 thôi. Rồi, đó là ba cái sự kiện mới khi các bạn bước qua mùa T1. Còn dưới này thì chúng ta có những cái sự kiện giống như là khi các bạn bắt đầu mùa giải 1, mùa giải 2 vậy đó. Ví dụ như là các bạn triệu hồi thành viên trong liên minh này. Rồi khủng hoảng Eliana, thợ săn Behemoth để các bạn tiếp tục săn khung của mùa T1. Boss ở mùa T1 thì chắc là sẽ trâu hơn. Dưới này chúng ta có thêm một cái sự kiện là khôi phục từ đầu. Chỉ những người chơi đủ điều kiện mới có thể sử dụng khôi phục từ đầu trong vòng 7 ngày đầu tiên của mùa giải mới. Sau 7 ngày, khôi phục từ đầu sẽ thay thế bằng tính năng vùng ngừng chiến. Cái này sẽ cho các bạn đổi vùng nhá. Thì khi các bạn bước sang mùa T1 ấy, thì thủ lĩnh liên minh các bạn ấy sẽ chọn cái vùng mới luôn. Đó, anh em sẽ bước qua cái mùa giải T1 cùng với cả liên minh luôn. Và sự kiện lãnh chúa mạnh nhất đầu tiên của mùa giải T1 sẽ diễn ra sau 1 tuần khi các bạn bước vào mùa giải với vị tướng đầu tiên là Toha. Thì theo như cái thủ tục con game này ấy, là mỗi con tướng lãnh chúa mạnh nhất sẽ ra 2 lần nhá. Thì mình nghĩ là 2 lần Toha và 2 lần tiếp theo là hai con gì thì mình chưa biết ở mùa giải T1 này. Rồi tiếp đó thì chúng ta sẽ cùng xem về trong cái shop skill khi các bạn kết thúc mùa giải S1 cộng và qua mùa T1. Thì ở đây mình thấy không có cái gì khác so với mùa giải trước các bạn. Nó vẫn là những cái skill 3 sao thôi. Ở đây thì có rất là nhiều skill ngon. Cái skill bung nở phân tích này, bung nở phân tách vẫn là một trong những skill ngon và đánh giá cao. Cái này thì ông nào phải rành bui pet cơ. Pet trong game này hiện tại đang rất là nhiều. Chủ yếu thì mình thấy người ta vẫn xài những con như là con rồng, tự nhiên tôi quên mất tên là cái gì các bạn, con rồng xanh lam ấy là người ta dùng nhiều. Ok, bên này có shop thường. Thì shop thường ở đây chúng ta sẽ có thể mua được một cái huy hiệu đột phá bảo vật huyền thoại với giá là 500, là 500 tinh thể. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà các bạn đổi từ cống hiến mùa giải trước ấy sang mùa giải T1 được bao nhiêu tinh thể thì mình thật sự là mình không nắm được các bạn. Ở đây thì các bạn có thể đổi cái điểm uy thế để các bạn nâng chính sách lên sớm hơn và có thêm điểm CP dưới này. Nhưng mà chắc là đa số sẽ đổi cái huy hiệu đột phá huyền thoại thôi. Còn bên này thì sẽ lựa hai cái skill 3 sao để sử dụng. Ok, thì tiếp tục đến với cái chính sách của mùa giải T1. Thì mùa giải T1 này, cái chính sách của nó cũng giống mùa giải S2 cộng luôn nha các bạn. Đến với mùa giải S2 cộng và mùa giải T1 ấy, thì các bạn sẽ có thêm ba cái tháp pháo, là tháp pháo lửa, tháp pháo băng với tháp pháo độc. Thì ba cái tháp pháo này ấy, nó sẽ gây ba hiệu ứng khác nhau. Ở tháp pháo lửa các bạn sẽ gây sát thương lớn lên quân đoàn mục tiêu. Tháp pháo băng thì các bạn sẽ gây sát thương quân đoàn mục tiêu và giảm tốc độ hành quân của chúng. Và cuối cùng là tháp pháo độc, các bạn sẽ gây sát thương độc tính lên quân đoàn mục tiêu và gây hiệu ứng nhu nhược nhá. Các bạn chỉ có thể chọn một trong ba cái tháp pháo này mà thôi.
Rồi và tiếp đó thì ở những cái mùa giải về sau ấy, lúc đầu thì game nó còn có là trợ lính bằng thuốc với trợ lính bằng tài nguyên đúng không? Nhưng mà những cái mùa giải về sau thì ở những cái buff về trợ lính bằng thuốc ấy mình thấy nó không quá nhiều. Đa số đều là những cái buff mà các bạn sẽ chữa bằng tài nguyên là nhiều hơn nha. Ở đây các bạn sẽ có những cái buff như là các bạn sẽ giảm cái chi phí trị liệu bằng vàng này. Sau đó tiếp tục có giới hạn chứa tiên dược này. Cải thiện chăm sóc sức khỏe. Ok. Ở đây ấy, chúng ta sẽ có thêm một cái điểm chính sách cuối cùng là thanh kiếm nguyền rủa. Cái điểm này là quân đoàn của các bạn sẽ gây thêm 5% sát thương, nhưng khi đánh các lãnh chúa khác thì 2% đơn vị thương nặng sẽ tử vong ngay lập tức. Thì đến hiện tại cái điểm này mình thấy là kể cả ở quốc tế và Việt Nam ấy cũng đang khá là tranh cãi là cái điểm này có ngon hay không. Nhưng mà tôi tin là phần đông sẽ thiên về ý không ngon hơn. Giống kiểu các bạn gây thêm được một ít sát thương đúng không? Các bạn kiếm được thêm một ít điểm công trạng ở đó. Nhưng mà các bạn lại bị chết mất 2% lính bị thương nặng. Mà các bạn đánh nhau càng nhiều thì thương nặng càng nhiều, chết càng nhiều. Đó, nên là con game này thì tôi nghĩ là cái điểm này không quá ngon. Nhưng mà có thể các boss đúng không? Các boss sẽ cần thêm 5% sát thương để các boss sẽ không ngại chết lính hơn. Đó thì đó là về cái chính sách nha các bạn. Chính sách thì mùa T1 nó chỉ có thêm cái này mới thôi. Tiếp nữa là đến với cái điểm mà mới nhất và độc đáo nhất của mùa giải T1, đó chính là cái hệ thống thiên phú nha các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái bảng là nhiệm vụ thiên phú, các bạn có thể đọc ở đây. Các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ như là chiếm đóng 11 làng cùng lúc này, tích lũy 600.000 điểm công trạng mùa giải, rồi đạt vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng điểm vinh quang cá nhân sau khi đã tiên đoán giai đoạn mặc niệm bắt đầu. Đó. Các bạn sẽ nhận bằng cách là làm những cái nhiệm vụ ở đây nha. Và tối đa trong mùa giải T1 các bạn sẽ nhận được là 21 cái điểm thiên phú nha. Thì các bạn sẽ sử dụng điểm thiên phú để các bạn nâng cho 4 cái thiên phú ở đây: thống trị chiến trường, tấn công tầm xa, làm chủ kỹ thuật và chuẩn bị chiến đấu. Thì mỗi cái điểm thiên phú này ấy, nó sẽ tốn một cái lượng điểm thiên phú khác nhau. Cái tầng đầu tiên ấy là 1 điểm, tầng thứ 2 là 2 điểm, tầng thứ 3 là 3 điểm và tầng cuối cùng, cái điểm đặc biệt này là 4 điểm nha. Và cái điểm cuối cùng này ấy, các bạn cũng cần mở những cái biên niên sử ở trong vương quốc thì các bạn mới kích được cái điểm cuối cùng của cái thiên phú này. Xem 4 cái điểm cuối cùng của nhánh thiên phú. Đầu tiên là sức mạnh võ thuật. Khi các đơn vị bộ binh hoặc kỵ binh của bạn đang tiến hành tấn công cận chiến và một quân đoàn tầm xa trên chiến trường thì các bạn sẽ nhận ít đi là 15% sát thương từ quân đoàn đó. Cái điểm này thì việc các bạn áp sát được. Mình thấy là kể cả ở mùa giải S2+, S2 hay gì nữa ấy, thì vẫn rất là khó áp sát cho những cái nick yếu nha. Nick mạnh thì người ta trâu người ta mới áp sát được, chứ còn nick các bạn yếu hơn thì chưa vào đến nơi người đã bị bắn như con nhím rồi. Tiếp đó là một điểm nữa mà ở mùa giải thứ 2 người ta cũng đánh giá cực kỳ cao. Ở đây là cái điểm, à không, điểm này các bạn, điểm chiến tranh tầm xa. Cái điểm này thì nó chỉ là điểm tầng 3 thôi. Nó sẽ giúp cái đơn vị ở thiện xạ các bạn ấy có cái tầm đánh bằng với đơn vị của phép thuật, nhưng mà tấn công vật lý cơ bản sẽ giảm đi là 15%. Thì rất là nhiều người chơi chuyên cung ấy đang cực kỳ thích cái điểm này. Hiện tại thì cũng chưa có ai test cả nên không biết là nó có hiệu quả không. Nhưng mà cung trong game này ấy thì nó nổi tiếng với cái sát thương vượt trội hơn phép đúng không? Và bây chỉ có cái là tầm tấn công của nó thì ngắn hơn một chút. Thì bây giờ có cái điểm chiến tranh tầm xa này là cái điểm tầm xa của cung ấy với phép là bằng nhau. Đó thì mình nghĩ là nó sẽ khá là cân bằng ấy. Đó thì đây là 4 cái điểm thiên phú nha. 4 điểm thiên phú cuối cùng của mùa giải T1. Mình thì mình nghĩ là trong cái điểm thiên phú này ấy, chúng ta vẫn sẽ thiên về hai cái bảng đầu tiên là tay ngắn với tay dài thôi. Ví dụ như mình đi, mình chơi tay dài chắc là cộng cái bảng thứ hai. Cũng phân ra khá là rõ, tay ngắn thì các bạn có chọn giữa bộ và kỵ này, và tay dài các bạn có chọn giữa phép và cung. Ở đây mình sẽ kích hoạt một cái điểm thiên phú tấn công tầm xa này nha, sẽ tăng cái sát thương kỹ năng tướng lên thêm 1.5% này. Đó, mình đã tốn một điểm thiên phú mở luôn. Thì khi các bạn đã chọn cái điểm thiên phú này rồi thì các bạn sẽ không thể chọn cái điểm thiên phú còn lại nha các bạn. Đó. Thì ở đây ấy, nếu mà anh em mà chọn cái tăng tầm đánh cho cung thì các bạn sẽ không thể chọn cái điểm còn lại của phép. Cái điểm này thì các đơn vị phép thuật của bạn sẽ nhận thêm 5% thịnh nộ mỗi giây trên sân và gây thêm 10% sát thương kỹ năng tướng. Cái này tôi nghĩ khá là ngon đúng không? Cái chiến tranh tầm xa thì giúp cung đánh xa hơn, nó nhưng mà gây ít sát thương hơn, còn phép thì vẫn đánh xa và được tăng sát thương thêm nữa. Mình thì mình nghĩ là vẫn sẽ chọn phép là chính. Ok, và đó tất cả những cái gì mà chúng ta có ở cái mùa giải T1 khi các bạn kết thúc mùa giải S2+ rồi. Ở cái mùa giải này ấy, thì mình nghĩ là sau này ấy, có lẽ là game nó sẽ bỏ mùa giải S2+ thôi. Giống kiểu ngày xưa có mùa giải S1+ ấy, sau đấy thì game cũng bỏ luôn. Sau đó là đổi thành mùa S2. Thì giống kiểu như là trước khi mà game nó làm ra mùa mới ấy, thì game nó hay ra cái mùa gọi là mùa cộng. Giống kiểu như mai mốt ra mùa T1+, kiểu như cũng là cái mùa T1 đấy và thêm một ít tính năng cho nó mới mẻ các bạn. Ok anh em, và như vậy là cái video show cho các bạn tất cả những cái gì mới nhất ở mùa giải T1 của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Và nếu các bạn muốn theo dõi nhiều hơn những cái video về tựa game Call of Dragon
Hay các bạn có thắc mắc về một vấn đề gì thì các bạn cứ bình luận phía bên dưới nha. Mình sẽ giải đáp các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.